tục là một đêm sôi động của UEFA Champions League của lượt đấu đầu tiên vòng bảng. Bản tin ngày hôm nay sẽ đem đến cho các bạn những diễn biến, những phát biểu nóng hổi nhất sau là trận vừa rồi. Cùng với đó là những thông tin thú vị khác trên mạng xã hội trong 24 giờ qua. Nào, hãy cùng bắt đầu với những thông tin chính ngày thôi. Thông tin hot nhất trong ngày hôm qua chắc chắn là việc Chelsea bất ngờ đưa ra quyết định sa thải huấn luyện viên Thomas Tuchel. Chỉ sau 15 tháng kể từ khi giúp The Blue nâng cao chức vô địch Champions League, nhà cầm quân người Đức đã phải nói lời chia tay với nửa xanh thành London. Quyết định này ngày càng trở nên bất ngờ hơn trong bối cảnh chỉ cách đây vài tuần, ông chủ mới Todd Bowley cùng các cộng sự đã hứa sẽ trao quyền lực tuyệt đối cho Tuchel để vị huấn luyện viên này chi ra đến gần 300 triệu euro mang về những cầu thủ mà ông muốn. Diễn biến hết sức bất ngờ này ngay lập tức tạo ra một cơn bão trên mạng xã hội, đặc biệt là đối với các cổ động viên của Chelsea. Hầu hết những fan hâm mộ của The Blue đều tỏ ra không đồng tình với quyết định của ba lãnh đạo, bởi Thomas Tuchel là một huấn luyện viên nhận được rất nhiều sự yêu mến. Một cổ động viên bức xúc viết: "Thật là điên rồ, quá điên rồ khi chi hơn 300 triệu để mua người theo ý ông ấy rồi sa thải ông ấy ngay sau đó." Một cổ động viên khác đưa ra ý kiến tương tự: "Sao có thể sa thải huấn luyện viên chỉ 2 ngày sau khi thị trường chuyển nhượng đóng cửa và sau khi đã ủng hộ ông ấy trong suốt kỳ chuyển nhượng?" Một tài khoản khác cũng bày tỏ sự bực tức của mình: "Các fan hâm mộ vẫn luôn hai mặt như vậy, nhưng không thể tin là có người lại vui mừng với thông tin này. Thomas Tuchel đã mang về cho chúng ta chiếc cúp Champions League, giúp chúng ta vượt qua giai đoạn chuyển giao. Ông ấy chia tay với vợ trong khi vẫn cố gắng lèo lái con tàu này một cách tốt nhất có thể." Không chỉ có các cổ động viên của Chelsea mà ngay cả cựu hậu vệ Jamie Carragher cũng cho rằng giới chủ của The Blue đã có một quyết định điên rồ. Trong bài đăng của mình trên tờ Telegraph, cựu sao Liverpool viết: "Sa thải bất cứ huấn luyện viên nào khi mùa giải mới chỉ trôi qua được 7 vòng đấu đều là nực cười, nhưng sa thải một người đẳng cấp của Thomas Tuchel thì đúng là điên rồ. Bất kể ông chủ mới Todd Bowley có giải thích thế nào đi chăng nữa, làm sao mà họ có thể làm điều đó khi mùa giải mới bắt đầu được 6 tuần, thị trường chuyển nhượng vừa đóng cửa, còn đội hình thì được xây dựng để phục vụ triết lý của huấn luyện viên." Cựu cầu thủ của Chelsea là Florian Malouda thì tỏ ra lo lắng cho đội bóng cũ khi phát biểu: "Đó là một kỷ nguyên thành công của Tuchel. Tôi đã được chứng kiến nhiều trận chung kết và chúng ta thắng nhiều trận trong số đó. Điều đó cho thấy thực lực của đội bóng này, nhưng công việc này không cho phép bạn lãng phí thời gian. Thực tế là như vậy, hiện thực rất tàn nhẫn. Tôi cảm thấy tò mò và lo lắng về những gì sẽ xảy ra tiếp theo. Chúng ta đang nói về một huấn luyện viên hàng đầu, người đã tạo ra ảnh hưởng lớn, nhưng cuối cùng cũng chẳng thể trụ lại được lâu. Vấn đề không phải ai có lỗi, mà quan trọng là bước tiếp theo của chúng ta là gì." Một trong những cầu thủ tội nghiệp nhất vào lúc này có lẽ là tiền đạo Pierre Aubameyang, người vừa chấp nhận chia tay Barcelona để trở lại London khoác áo Chelsea vì muốn tái ngộ người thầy cũ Thomas Tuchel. Nhưng rốt cục, anh chỉ chơi được dưới sự dẫn dắt của vị chiến lược gia người Đức trong vỏn vẹn 59 phút. Điều này khiến Alba trở thành chủ đề chế giễu trên mạng xã hội với những lời châm chọc đến từ cổ động viên của các đội bóng đối thủ. Sau khi Thomas Tuchel rời chiếc ghế nóng tại sân Stamford Bridge, cũng chỉ có 3 cầu thủ gửi lời tri ân đến người thầy cũ trên mạng xã hội. Đó là trung vệ Wesley Fofana, hậu vệ Rick James và tiền đạo Raheem Sterling. Điều này làm dấy lên nhiều nghi vấn về những rạn nứt của Tuchel với các cầu thủ trong phòng thay đồ, và đó có thể là một trong những nguyên nhân khiến ông mất việc. Ngay sau khi thông báo sa thải huấn luyện viên được đưa ra, các cầu thủ Chelsea đã có buổi tập đầu tiên dưới sự điều hành của trợ lý huấn luyện viên Anthony Barry. Buổi tập diễn ra trong không khí trầm lắng và không có nhiều nụ cười trên gương mặt của các cầu thủ. Tạm gác lại câu chuyện của Chelsea, hãy cùng đến với những diễn biến nóng hổi của những trận đấu trong khuôn khổ Champions League vừa kết thúc cách đây không lâu. Cơn địa chấn thực sự đã xảy ra trên sân Diego Armando Maradona khi Napoli bất ngờ quật ngã những nhà đương kim á quân Liverpool với tỷ số đậm 4-1. Màn trình diễn đáng thất vọng của lữ đoàn đỏ chắc chắn khiến cho huấn luyện viên Jurgen Klopp không thể hài lòng. Phát biểu sau trận đấu, nhà cầm quân người Đức nói: "Dường như chúng tôi sẽ phải tự làm mới chính mình, có quá nhiều thiếu sót. Và thú vị ở chỗ là chúng tôi phải làm điều đó giữa mùa giải Premier League và Champions League. Trong 3 ngày tới chúng tôi sẽ đối đầu với Wolves. Nếu như họ xem chúng tôi thi đấu ngày hôm nay thì chắc họ sẽ không nhịn được cười. Họ sẽ nói rằng đây là thời điểm quá tốt để gặp Liverpool. Tôi cũng nghĩ như vậy, nhưng chúng tôi cần phải tìm ra giải pháp để cải thiện ở gần như tất cả mọi khía cạnh." Trận thua mỗi mặt của Liverpool khiến họ nhận về rất nhiều lời chỉ trích từ các cổ động viên cũng như giới truyền thông. Cựu hậu vệ Rio Ferdinand nhận xét: "Một vấn đề lớn với Liverpool đó là có quá nhiều ngôi sao mà họ dựa vào trong nhiều năm qua, giờ đây không còn ở đẳng cấp mà họ từng có. Salah không còn duy trì được đầu ra như trước đây. Virgil van Dijk cũng vậy, kể cả Fabinho cũng không còn là chính mình. Bạn có thể nhìn thấy vấn đề tương tự khi xem xét toàn bộ đội hình của họ. Khi bạn là một huấn luyện viên, thường thì có 3-4 cầu thủ mà bạn luôn có thể tin tưởng về phong độ của họ. Nhưng lúc này thì Klopp chẳng còn biết phải tin tưởng ai." Trong khi đó, Barcelona lại có màn ra quân thuận lợi khi vượt qua đối thủ yếu Victoria Plzeň với tỷ số 5-1. Trong đó, ngôi sao Robert Lewandowski đã tỏa sáng rực rỡ với một cú hat-trick. Sau trận đấu, huấn luyện viên Xavi hào hứng phát biểu:
Lewandowski đã có một hat-trick ngày hôm nay, nhưng không chỉ có vậy, cậu ấy đã chơi rất tốt và giúp toàn đội vận hành trơn tru. Cậu ấy biết phải chuyền bóng cho ai và nhìn ra khoảng trống một cách hoàn hảo. Tôi mê cậu ấy quá, đây đúng là một chữ ký, tuyệt vời. Trên trang cá nhân của mình, chân sút người Ba Lan khoe danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận cùng dòng trạng thái. Tôi yêu môn thể thao này. Tiền đạo Ousmane Dembele thì viết mở màn Champions League bằng một đêm đặc biệt tại Camp Nou. Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn. Cule. Trong trận đấu cùng giờ Bayern Munich cũng không để bất ngờ xảy ra khi giành trọn vẹn 3 điểm trước Inter Milan bằng chiến thắng 2-0 đầy thuyết phục. Leroy Sané, người đóng góp một bàn thắng, chia sẻ niềm vui của mình trên trang cá nhân. Chiến thắng rất tốt ở Milan để bắt đầu chiến dịch Champions League. Trung vệ Matthias De Ligt chia sẻ khởi đầu hoàn hảo tại Champions League. Các cổ động viên đến đây để ủng hộ chúng tôi vẫn tuyệt vời như mọi khi. Ở trận đấu giữa Tottenham Hotspur và Olympic Marseille, tiền đạo Richarlison đã có màn ra mắt như mơ tại đấu trường Champions League với cú đúp bàn thắng giúp gà trống giành chiến thắng 2-0. Tiền đạo người Brazil đã chia vui cùng cha của mình trên khán đài sau màn trình diễn chói sáng. Hình ảnh đầy xúc động này được Richarlison chia sẻ trên Instagram cùng những trải lòng. Trong suốt nhiều năm, con chiến đấu và tìm kiếm, cha luôn ở bên cạnh con. Con chỉ muốn nói lời cảm ơn vì cha không bao giờ từ bỏ niềm tin ở con cùng những giấc mơ mà con theo đuổi. Ngày hôm nay có cha ở trên khán đài theo dõi càng khiến cho khoảnh khắc này trở nên vui sướng và quan trọng hơn đối với con. Và con biết rằng đây mới chỉ là khởi đầu, chúng ta sẽ cùng nhau theo đuổi những giấc mơ còn lớn hơn ở phía trước. Cảm ơn cha rất rất nhiều. Đó là những thông tin đáng chú ý sau loạt trận Champions League vừa khép lại. Ở một diễn biến khác, tiền vệ Casemiro cùng vợ của mình là Anna Mariana cuối cùng đã có thể tìm được tổ ấm mới tại thành phố Manchester. Kể từ khi chuyển tới Anh chơi cho câu lạc bộ Manchester United, Casemiro đã tạm trú tại khách sạn Lowry. Nhưng vào ngày hôm qua, tiền vệ người Brazil cùng gia đình được bắt gặp rời khỏi khách sạn Lowry và chuyển toàn bộ hành lý cùng đồ đạc của mình lên chiếc xe. Không khó để đoán ra rằng gia đình Casemiro đang chuyển tới căn hộ mới mà họ sẽ ở trong những năm tiếp theo. Giữa những lùm xùm xung quanh mình trong thời gian qua, tiền vệ Paul Pogba vừa chính thức xuất hiện và thông báo về tình trạng của mình thông qua một video được đăng tải trên trang cá nhân. Tiền vệ người Pháp nói, tôi muốn gửi lời cảm ơn tới tất cả những ai đã gửi lời hỏi thăm cũng như cảm ơn sự ủng hộ của mọi người dành cho tôi trong thời gian qua. Mặc dù tôi vẫn phải chờ tới khi chấn thương hồi phục hoàn toàn, nhưng ở thời điểm này tôi có thể khẳng định tôi đang có trạng thái tinh thần tốt nhất. Được biết, Pogba vừa trải qua một ca phẫu thuật thành công và có thể anh sẽ sớm trở lại sân cỏ trong thời gian tới. Đến đây bản tin hôm nay xin được phép khép lại. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin bóng đá thú vị hàng ngày trên kênh Bình luận viên Anh Quân News. Chúc các bạn có một ngày làm việc tràn đầy năng lượng.